Chấn thương dây chằng đã cướp đi giấc mơ tham dự giải bóng đá nữ thế giới của Nguyễn Thị Vạn. Thay vì sải bước trên sân cỏ, thì Vạn chỉ có thể lặng lẽ theo dõi hành trình của đồng đội từ xa. Ước mơ lớn nhất của đời cầu thủ đành phải tiếp tục chờ đợi. Toàn thể ban huấn luyện và toàn cầu thủ tham dự World Cup lần này sẽ có một sức khỏe tốt. Những trận bóng thật là hay để phục vụ cho những người khán giả và người hâm mộ bóng đá nữ Việt Nam.